Rồi, anh em nhìn thấy clip thì anh em cho một like, một chia sẻ nhá. Cái lô này thì em đã kiểm tra qua, sơ qua thì có 6 cuốn này là chưa có gì, băng trắng, không có một nội dung gì luôn. Mở ra im re. Còn hai cuốn này thì em mở lên thì thấy có tiếng hát Thanh Tuyền, Rừng Lá Thấp, cuốn Thanh Tuyền 2, giống như cuốn Thanh Tuyền 2 luôn. Bởi vì mở đầu là bài Rừng Lá Thấp. Đấy. Và cuốn tiếp theo là Tuấn Vũ Giao Linh. Này, băng em thấy đẹp, sạch sẽ luôn, mịn màng luôn. Đây, cực đẹp luôn. Đấy, hai cuốn này có nhạc em đã đánh dấu rồi này. Tuấn Vũ Giao Linh này, Thanh Tuyền Rừng Lá Thấp này. Còn mấy cuốn này thì em mở lên thì chưa thấy gì, im re. Đấy, thì anh em nhìn cách bán hàng của em thì anh em biết rồi. Bán là bán xỉ theo lô, theo cân, cho vui rồi. Vì đây là bán số lượng mà. Đấy, thì anh em nhìn nhá. Đó, băng em mở lên cho anh em xem luôn. Mở cho anh em xem không hay cho nó rõ ràng. Bán theo lô nhưng mà vẫn mở cho anh em xem ruột gan. Đấy. Thậm chí có chương trình luôn. Mở lên em đã mở thì em thấy có chương trình Thanh Tuyền này, tương tự chương trình Tuấn Vũ Giao Linh này. Còn 6 cuốn còn lại này là chưa có chương trình. Đấy, còn hai cuốn này là đã có chương trình này. Hai cuốn này có chương trình Tuấn Vũ Giao Linh và Thanh Tuyền 2. Đấy, còn 1 2 3 4 5 6 này là băng trắng, chưa có chương trình gì. Còn sợi thì đẹp. Đây là scope này. Scope này. Scope này. Đó, còn đây là scope bóng. Đây, băng 1008. Đây, ba băng này giống nhau này. Ba băng này giống nhau này. Đó, ba băng này giống nhau này. Một băng này này, hai băng scope này. Hai băng này đã có chương trình rồi này. Em đánh dấu rồi, có chương trình thì em đánh dấu rồi. Còn sáu cuốn này là chưa có gì cả. Mở lên thì thấy im re. Đấy, rõ ràng, minh bạch, công khai. Như vậy là tổng 8 cuốn, trong đó có 2 cuốn đã có cái chương trình rồi. Bán đổ đống cho anh em 8 cuốn này nhá. 8 cuốn này mà 2 cuốn đã có chương trình rồi. 1.668.000, ok chưa? Bao ship luôn, 1.668.000, nhấn mạnh lại nhá. Giá công khai. 2 cuốn đã có chương trình, Thanh Tuyền 2 và Tuấn Vũ Giao Linh. Còn 6 cuốn này anh em về tự thâu. Đấy, nói chung là đây là băng về như thế nào. Em kiểm tra qua thì có chương trình thì em bán cho anh em đổ đồng luôn. Anh em về có cuốn chương trình rồi thì anh em dùng, mà chưa có thì anh em ghi, thậm chí anh em thích thì xóa thâu lại. Em cảm ơn.